học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về đường trung bình của tam giác. Các em hãy quan sát hình vẽ dưới đây cho cô. Thì trong hình vẽ này, ta thấy giữa hai điểm C và B có chướng ngại vật. Biết DE bằng 50m. Ta có thể tính được khoảng cách giữa hai điểm B và C hay không? Thì qua tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ có câu trả lời. Bây giờ cô và các em cùng đi vào bài học ngày hôm nay. Bài 4, đường trung bình của tam giác. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về định lý 1. Các em hãy quan sát cho cô hình vẽ sau đây. Cô có tam giác ABC. D là trung điểm của AB. Và các em ghi nhớ là khi mình vẽ trung điểm của đoạn thẳng song, mình nhớ ký hiệu liền hai đoạn nhỏ DA và DB bằng nhau. Từ D, cô vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AC tại E. Thì các em có nhận xét gì về vị trí của điểm E trên cạnh AC nào? Thì ta thấy là hình như E chính là trung điểm của AC, phải không các em? Bằng những kiến thức đã học, thì chúng ta sẽ chứng minh được rằng chắc chắn E chính là trung điểm của AC. Và chính vì chứng minh được như vậy mà người ta đã đưa ra cho chúng ta cái định lý 1 nội dung như sau, tụi con. Đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh thứ ba. Định lý 1 này các em có thể học cho cô trong sách giáo khoa trang 76. Bây giờ, trong cái định lý 1 này thì đâu chính là phần giả thiết của định lý, đâu chính là phần kết luận của định lý? Thì ta sẽ đi tìm từ gì các em? Từ thì, phải không nào? Thì trước thì chính là giả thiết và sau thì chính là kết luận. Vậy thì giả thiết của định lý đây chính là gì? Đường thẳng đi qua trung điểm cạnh thứ nhất của tam giác và song song với cạnh thứ hai. Vậy áp dụng vào hình vẽ này, ta có thể ghi giả thiết bằng ký hiệu như sau, được không? Cho tam giác ABC, D chính là trung điểm của cạnh AB, DE song song với BC và E thuộc AC. Còn phần kết luận của định lý chính là gì? Đi qua trung điểm của cạnh thứ ba. Vậy thì dựa vào hình vẽ này, cô sẽ có được cái phần kết luận chính là E chính là trung điểm của AC. Bây giờ, các em hãy suy nghĩ làm cho cô bài tập 20 trang 79 sách giáo khoa. Tính x trong hình 41 sau đây. Có em nào đã ra được kết quả của x chưa nào? Rồi, bây giờ các em hãy cùng làm chung với cô nhé. Thì rõ ràng trong hình vẽ này, ta thấy góc A, KI và góc C chính là hai góc ở vị trí đồng vị và lại có số đo bằng nhau cùng bằng 50 độ. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được gì nào các em? Ta sẽ suy ra được IK song song với BC nhờ vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Như vậy, trong tam giác ABC, có K là trung điểm của AC vì trong hình vẽ đã cho KA bằng KC bằng 8cm. Ta lại chứng minh được là KI song song với BC, chứng minh trên. Vậy thì, theo định lý 1 ta vừa học, ta sẽ suy ra được gì các em? Y chính là trung điểm của AB. Và như vậy tức là ta sẽ có được IA
bằng IB bằng 10 cm, và như vậy nghĩa là X sẽ bằng 10 cm. Bây giờ cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về định nghĩa đường trung bình của tam giác. Cho tam giác ABC, vẽ D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Bây giờ cô nối D với E lại, thì đoạn thẳng DE trong hình vẽ này chính là đường trung bình của tam giác ABC. Vậy thì từ đây ta thấy đường trung bình của tam giác là gì các em? Thì đường trung bình của tam giác là một đoạn thẳng nối hai trung điểm, hai cạnh của tam giác. Vậy cô đố các em, một tam giác có thể có mấy đường trung bình của tam giác nào? Các em đã có câu trả lời chưa? Nếu cô lấy thêm F là trung điểm của BC thì rõ ràng đoạn thẳng EF nối hai trung điểm hai cạnh của tam giác thì đây cũng chính là một đường trung bình của tam giác. Đồng thời nếu cô nối D với F lại thì cô cũng sẽ có thêm một đường trung bình của tam giác nữa. Vậy thì rõ ràng ta thấy mỗi một tam giác có tới 3 đường trung bình của tam giác. Vậy thì đường trung bình của tam giác có tính chất gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu định lý 2. Thì đường trung bình của tam giác luôn song song với cạnh thứ 3 và bằng nửa cạnh ấy. Vậy thì ta thấy trong định lý 2 này, phần giả thiết của định lý chính là đường trung bình của tam giác. Còn phần kết luận chính là song song với cạnh thứ 3 và bằng nửa cạnh ấy. Vậy thì với hình vẽ này, chúng ta có thể ghi giả thiết và kết luận như thế nào đây các em? Thì phần giả thiết chính là đường trung bình của tam giác, nghĩa là đầu tiên ta phải có một cái tam giác chẳng hạn là ABC và ta phải có hai trung điểm hai cạnh của tam giác thì chúng ta mới có được đường trung bình của tam giác, đúng không nào? Thì cụ thể trong hình vẽ này chúng ta sẽ có được D là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Vậy thì rõ ràng trong hình vẽ này DE chính là đường trung bình của tam giác ABC. Vậy thì phần kết luận chúng ta sẽ ghi gì đây? DE sẽ song song với cạnh thứ 3, ở đây là cạnh BC, và sẽ bằng nửa BC. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bài toán mà cô đã đặt ra từ đầu tiết học. Vậy đến bây giờ các em đã có thể tính được độ dài BC trong hình vẽ này chưa? Ra kết quả bao nhiêu nào? Chắc có nhiều bạn đã ra được kết quả rồi phải không nào? Bài này tương đối dễ. Các em xem đáp án của cô ha. Thì rõ ràng ta thấy trong tam giác ABC có D chính là trung điểm của AB, E là trung điểm của AC. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được DE chính là đường trung bình của tam giác ABC. Và đường trung bình của tam giác thì sẽ có tính chất là song song với cạnh thứ 3 và bằng nửa độ dài cạnh ấy. Do đó chúng ta suy ra được DE sẽ song song với BC và bằng nửa BC. Mà nếu như DE bằng nửa BC, tức là BC sẽ bằng 2 lần DE. Vậy từ đây ta thay DE bằng 50m vào, chúng ta sẽ có được BC chính là bằng 100m.
Quá dễ phải không các em? Nếu như chúng ta biết áp dụng kiến thức đường trung bình của tam giác vào để làm. Bài đường trung bình của tam giác, các em cần nhớ cho cô những nội dung kiến thức chính như sau. Thứ nhất đó là định lý 1. Định lý 1 nói gì các em? Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh thứ ba. Kiến thức thứ hai các em cần nhớ đó chính là định nghĩa về đường trung bình của tam giác. Thì đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Và nội dung thứ ba các em cần phải nhớ đó chính là tính chất đường trung bình của tam giác, tức là định lý hai đó các em. Thì đường trung bình của tam giác luôn song song với cạnh thứ ba và bằng nửa độ dài cạnh ấy. Vậy thì theo các em, định lý 1 này sẽ giúp ích cho chúng ta trong những dạng bài nào? Thì chính vì phần kết luận của định lý 1 đó là đi qua trung điểm cạnh thứ ba, do đó định lý 1 này thường sẽ giúp cho chúng ta chứng minh trung điểm của đoạn thẳng. Còn phần định nghĩa và tính chất đường trung bình của tam giác thì sẽ giúp chúng ta làm gì nè? Thì thường sẽ giúp chúng ta chứng minh hai đường thẳng, hai đoạn thẳng song song. Hoặc là đoạn này bằng nửa đoạn kia, hai đoạn này gấp đôi đoạn kia. Hoặc là giúp cho chúng ta tính toán độ dài của đoạn thẳng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 22 trang 80 sách giáo khoa. Cho hình vẽ sau đây, yêu cầu chứng minh AI bằng IM. Thì bài này các em thấy là nó tương đối khó và khá phức tạp. Thì đối với những bài khó và khá phức tạp, các em nhìn vào, các em chưa thể nghĩ ra được cái hướng giải quyết liền. Thì khi đó, các em nên làm sơ đồ phân tích suy ngược. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em làm sơ đồ phân tích suy ngược nha. Bây giờ muốn chứng minh AI bằng IM, nghĩa là trong hình vẽ này ta phải chứng minh Y chính là trung điểm của AM. Bây giờ làm sao để chứng minh được Y là trung điểm của AM đây? Thì trong bài học này như cô đã nói, định lý 1 về đường trung bình của tam giác là một trong những cách để giúp chúng ta chứng minh trung điểm của đoạn thẳng. Định lý 1 về đường trung bình của tam giác nói gì các em? Đó là nếu có một đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì sẽ đi qua trung điểm của cạnh thứ ba. Vậy bây giờ muốn chứng minh Y là trung điểm của AM. Vậy bây giờ các em thấy ở đây ta cần xét tam giác nào mà có cạnh AM. Và trong tam giác đó phải có sẵn một cái trung điểm của một cạnh nào đó. Thì rõ ràng ở đây ta sẽ thấy đó chính là tam giác AEM. Có D chính là trung điểm của AE rồi. Vậy bây giờ muốn chứng minh Y là trung điểm của AM thì ta cần phải có thêm điều gì các em? Ta cần có thêm yếu tố song song đúng không nào các em? Tức là ta phải có được DI song song với EM. Bây giờ làm sao để chứng minh được DI song song với EM này các em? Thì ta thấy DI nằm trên đoạn DC. Vậy thì thay vì chứng minh DI song song với EM thì ta có thể đi chứng minh DC song song với EM. Làm sao để chứng minh được DC song song với EM? Thì đến đây
Chắc chắn có một số bạn nhanh mắt đã làm ra được rồi phải không các em? Tức là ở đây mình sẽ đi chứng minh EM là đường trung bình của tam giác BDC. Và để chứng minh AM là đường trung bình của tam giác BDC thì không hề khó phải không các em? Ta chỉ cần nêu được hai trung điểm, hai cạnh của tam giác là được. Chẳng hạn như tam giác BDC có E là trung điểm của BD, M là trung điểm của BC. Do đó, mình sẽ dễ dàng suy ra được EM chính là đường trung bình của tam giác BDC. Và khi có sơ đồ phân tích xuyên ngược này rồi, thì khi trình bày các em cái gì trình bày? Từ trên trình bày xuống là coi như chúng ta đã hoàn thành xong cái phần chứng minh bài này. Về nhà, các em học cho cô định nghĩa đường trung bình của tam giác, các định lý 1, định lý 2 về đường trung bình của tam giác. Và phần bài tập thì các em làm cho cô bài tập 21, 22, trang 79, 80 sách giáo khoa và bài tập thêm sau đây. Bài tập thêm đó là cho tam giác ABC vuông tại A, có AC bằng 8cm, BC bằng 10cm. Gọi D là trung điểm của BC. Vẽ DI vuông góc với AC tại Y. Câu A, tính IA. Câu B, tính DI. Và các em đọc trước cho cô phần đường trung bình của hình thang. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô xin hẹn gặp lại các em ở trong tiết học sau nhé.